Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bữa tiệc make up cuối năm cùng Quách Ánh. Hãy cùng mình trải nghiệm từng món ăn và chờ đợi khoảnh khắc giao thừa nhé. Trước tiên hãy đổi cho mình một đôi lens màu nâu sáng sexy brown của Vivi Moon. Bắt đầu bằng món khai vị, chúng ta sẽ dưỡng ẩm thật kỹ để chuẩn bị cho một làn da hoàn hảo trước khi make up lên nha. Một lớp kem dưỡng cấp nước rồi độ ẩm là món ăn cần thiết cho làn da của mình ngay lúc này. Kem mắt cũng rất quan trọng để làm giảm thâm, nhăn và tránh bị mốc khi chúng ta tan nền sau đó. Và cuối cùng là một lớp kem lót để bắt đầu bước make up. Nhớ là mỗi sản phẩm có một chức năng riêng, chúng ta không thể thay thế sản phẩm dưỡng da của mình đã dùng trước đó cho kem lót nhé. Tự dưng đợt cuối năm này mình mọc một cái mụn to đùng đang sưng đỏ ở ngay phần sống mũi nên cần một chút corrector màu xanh lá để làm dịu lại màu ở vùng đó. Ngoài ra cần một chút màu vàng nhạt để cân bằng lại vết thâm vùng mắt của mình. Hai bên cánh mũi của mình cũng đỏ nữa nên mình cần thêm một chút xanh lá vào. Ồ, có uống nước ư? Không, cốc nước này dùng để ngâm bông mút nở ra đó các bạn. Khi vắt nước đi, bông mút sẽ mềm hơn, ẩm hơn, giúp dễ dàng tan nền được mịn màng. Đến với món chính ngày hôm nay, mình mix nền của Huda Beauty với oil pha nền của Inglot để giúp lớp nền lỏng hơn và ẩm hơn khi sản phẩm này có độ che phủ khá cao so với cả nhu cầu của mình. Mình sẽ tan lớp nền này bằng bông mút nha. Với những bạn cảm thấy việc make up nền bằng cọ khá khó khăn thì có thể thử nghiệm bông mút giống như cách mình vừa thực hiện xong nhé. Rồi sau đó mới dùng cho cái điểm dạng đặc để chấm vào những vùng mụn. Các bạn lưu ý vì những vùng này của mình đang sưng, lồi lên trên bề mặt da nên che khuyết điểm sẽ chỉ làm đều màu da khu vực đó chứ không thể làm phẳng vết mụn xuống được các bạn nhé. Sau đó chúng mình không quên che quầng thâm mắt nữa nha. Đây là bước cực kỳ quan trọng vì dù lớp nền có đẹp đến đâu mà phần mắt vẫn thâm thì trông chúng ta sẽ không thể nào có sức sống được. Mình không quên sử dụng màu sáng nhất trong bảng corrector để làm highlight, giúp bừng sáng gương mặt bên trong của mình. Những bạn nào mà da khô giống như mình thì có thể áp dụng theo, còn da dầu quá thì nên cân nhắc để đổi bước này sang dạng phấn nhé. Không quên một chút khối tối ở hai bên, cho gương mặt của mình thon gọn hơn và có chiều sâu hơn. Lưu ý là hãy chọn màu khối tối tỷ lệ với cả màu da, chỉ nên chênh nhau khoảng 2-3 tông thôi các bạn nhé. Má hồng nâu ấm áp mình sẽ tan rộng khắp má và tan lên hai bên thái dương nữa. Dùng má dạng kem khiến mình cảm giác trông tự nhiên hơn và dễ hòa tan vào lớp nền nữa. Cuối cùng kết thúc bước nền bằng một lớp phấn bột thật tự nhiên nha. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy là vừa nãy mình không tạo khối mũi bằng cream luôn, mà giờ mình sẽ thực hiện bước đó bằng dạng phấn vì màu khối tối đó chỉ hợp ở vùng xương hàm, nhưng nếu cho vào phần sống mũi của mình sẽ bị lộ. Nhớ lưu ý là người Việt Nam chúng ta sẽ hợp với cả khối tối màu nâu lạnh, nâu sáng mọi nhé. Giờ chuyển sang lông mày đây. Bình thường mình đã gảy sợi quá nhiều rồi, nhưng như clip trước dự đoán trend make up 2020, mình cũng đã có chia sẻ là có thể trong thời gian tới các chị em dần quay lại và kết hợp với cả tàn bột nữa. Mình đang kết hợp màu nâu tản ở đầu lông mày và nâu xám đậm hơn để tản ở phần đuôi. Sau đó sử dụng mascara lông mày để cho các sợi lông được đều màu và vào nếp. Với những người lông mày nhiều như mình thì mình khá coi trọng bước này. Nó giống như việc là tóc không được chải và tóc được chải chuốt gọn gàng các bạn. Mình sử dụng lại màu tím cho bản triệt sắc để làm base mắt vì màu mắt hôm nay mình lựa chọn cho nên tất nhiên này cũng có tông tím. Đầu tiên là màu tím lilac tan lên toàn bộ bộ mắt bạn nhé. Sau đó mình sử dụng màu tím đậm hơn để tạo đường cut crease, nhưng chỉ tạo một nửa từ đầu mắt vào tới hốc mắt thôi các bạn nhé. Tiếp tục sử dụng màu đó để hất một đường liner dài ra. Cách làm này giống như phương pháp make up mắt Fox Eyes mà mình đã chia sẻ với các bạn rồi đó.
Tiếp theo dùng màu cam nút để tan làm phần cắt khuy đã tạo. Tiếp tục dùng màu xanh để nhấn vào đường cắt, tạo độ chuyển màu hơn. Mình tan màu xanh và cả phần blue liner nữa. Sau đó mình dùng hai hộp nhũ mắt màu hồng ánh xà cừ và màu tím để tan toàn bộ bầu mắt vị trí ở dưới đường cắt crease. Đừng quên tan màu ở đường mắt dưới bạn nhé. Với kiểu make up mắt này, mình sẽ tan phần đuôi mắt dưới tương tự với đường liner phía trên. Sau đó là một đường liner đen và bút dạng gel. Khi lựa chọn sử dụng dạng gel, các bạn hãy đảm bảo loại bút đó vào thật lâu trôi nhé. Không ai muốn bữa tiệc tất niên cuối năm mà các bạn lại phải có một đôi mắt gấu trúc cả. Kẹp mi thật cong rồi gắn một đôi lông mi giả cong bút nha. Với kiểu make up cắt crease như thế này thì mi giả là điều rất quan trọng giúp cho đôi mắt sâu hơn. Không quên chút mascara để cố định mi giả và mi thật và cả mi dưới nữa. Đừng bỏ qua mi dưới nha, vì nó góp phần khá quan trọng trong việc làm tăng kích thước của đôi mắt. Ta-da! Đón tiệc cuối năm phải thật bling bling nổi bật cho các bạn nhỉ. Mình sẽ gắn xen kẽ nhũ và đá một cách random ở phần mắt và lan ra xung quanh để có một đôi mắt như bầu trời đêm nhé. Mình hoàn thành nó bên kia nha. Highlight nhũ mình cũng sẽ sử dụng lại nhũ mắt của A-Lot để có một làn da bừng sáng. Cuối cùng là một lớp son môi màu hồng cam nút. Mix cùng một chút màu hồng nâu đất của má kem. Và kết thúc bằng một lớp son hồng căng bóng. Vậy là chúng ta đã hoàn thành. Cùng xem lại thành quả này các bạn ơi. Một năm mới an toàn, vui vẻ và luôn xinh đẹp bên gia đình, người thân và bạn bè nhé. Chúc mừng năm mới!